khoai lang nữa. Bây giờ Tú sẽ nhúm lửa. Chưa thấy ai hết. Chị là đầu tiên á. Thí là người mở hàng đầu tiên. Đó. Bây giờ chị Thí sẽ nấu curry nha các bạn. Trời ơi con cá gì nó bự lạnh lùng vậy chị Tú. Đó. Bữa nay chị Quý chỉ làm cái tiệc nhỏ, chỉ tân gia cái chòi, mời có 2000 khách thôi. Đó, 2000 khách trên trang trên kênh của chị, 2000 người đăng ký. Đó, chính thử nghệ luôn hả chính? Thử luôn. Xin hợp lại sẽ làm cái tân gia cái chòi mình đó bạn. Để đông lắm, mình mời tới 3000 người lận. Bông bông hả? Nấu cháo chị Thi. Hả? Nấu cháo. Nấu cháo. Còn ngày đâu có đi. Đúng rồi. Vậy chị rửa lại cái hả? Đúng rồi. Rửa rồi ướp đi, ướp lại cho nó thấm. Đây là má mi tươi. Chuẩn bị đặt thằng ao phụ. Thôi để rửa đi. Lỗ này đưa lỗ này đi, rửa cho má. Đi, rửa cho nó sạch. Để lỗ nào cũng sạch. Thấy gì đổ hả? Nè con này để vô đó. Khỏi lấy cái đó đựng. Cái khoai lang mình ngâm với nước, nước dâu. Dâu cái đó em biết. Làm với chiên, chị chiên sơ nó cũng rã luôn. Ăn chiên chị cho nó cực. Nó đó. Cực của nó ngon. Ngon không? Hai củ được rồi. Hai củ này đâm ra nó nhiều lắm. Là ra đây nấu, mình nấu món mới. Món gì chị? Món của chị, món ruột của chị á. Món ruột của chị là món gì ạ? Nấu tiềm. Trời ơi chị Quý, ngày hôm qua chị Quý có đi chùa không? Không. Ủa tôi có trái khóm rồi mà. Chị có trái khóm rồi, cái mạo này phải không? Mạo. Cái đó là bầm bầm nặng mình. Đâu, à, gà đâu có. Cái này là món curry. Curry với mô với mẹ. Mô chua xá. Bánh tre mình là chuối với dừa, bao la các bạn. Đúng rồi. Thấy ai cũng trắng hết rồi. Ê, gà này đâu có đánh đổ già đâu. Không, gà đâu, đâu gà tre đâu có già. Gà giống chủ, gà tơ mà. Là xăm vô là chín được rồi đó. Chín chưa? Xăm thì lủng rồi đó. Lủng vớt ra đi kìa. Đi lục quá không ngon. người ta phải trộn gà đó là chị biết không? Rồi. Bây giờ Thí sẽ trộn. Đó. Nguyên liệu có gì nghe thấy? Hả? Nguyên liệu có gì? Đường, bột ngọt, muối, chia bột cần ri, xả, ớt, tỏi, thịt gà. Quan trọng là nhất là thịt gà. Cái đường bột ngọt. Đường ngọt. Mời mang tân nè các bạn. Tân với kỷ niệm thành lập tiệm. Trời. Hả? Ngay luôn đồn lên hết hồn hết vía ra. Cái chảo này chảo ăn tập thể đó chị. Cái chảo thì tình luôn. Câu xé này cho thấy không anh? Đây. Mà lấy cái bỏ bao nhiêu đâu? Bỏ đây, đưa tay cho nó nhẹ. Nhẹ đi. Đó, đây. Đặng đặng ngon chứ. Rồi. Nếu có sữa thì ướp vô luôn đi, ướp về nửa hộp cho thấm. Ha, không ướp đâu, sữa. Ướp sữa tươi. Ủa, sữa tươi hả? Không có, là một hồi á, là chị thử rồi á, là chị cho nước cốt dẻo. Bây giờ muối vô được chưa? Được rồi em, cho đường. Rồi xong á, nước cốt dẻo đó chị bỏ vô có gà luôn. Xong xuôi cái sữa tươi chị nhấp xuống chị mới cho sữa tươi. Sữa tươi hả? Nhìn. Vậy chị tưởng nó nấu sữa kia. Rồi đi rồi. Tôi mới sắm đó đó. Thôi xuống rồi. Mới sắm đó. Mấy chục chai đó. Wow. Nha các bạn.
Wow. Đó. Còn đồ nghề, đồ lòng gì còn nữa chị? Bây lấy hết ra luôn không Tú? Ừ, lấy hết ra phải không? Lấy hết thịt ra không? Hết luôn chứ. Lấy ra cho ngủ hồi xé. Chết ra rồi nó đâu có đủ. Em than cái màu trắng. Giờ cái nồi lẩu của em kia chút mẹ. Nồi trắng của nhỏ thôi em đem qua đây nè. Ừ. Chưa? Để xong để Tú để ý nó. Còn một cục vàng thôi. Rồi hết rồi đó. Nước đi chị Chến. Rồi. Để đây đi cho nó nguội. Rồi bắt cái nồi kia lên giùm chị ơi. Chị qua tiêu. Rồi bây giờ chị Thí đang khử đồ để nấu curry nha quý vị. Curry curry gà. Canh gà. Ôi thơm lạnh luôn nhá. Cái gì? Là sao? Môn hay là khoai vậy chị Thí? Khoai môn chú sáp. Khoai môn chú sáp luôn hả? Bữa nay là nhức nhắc luôn bà con không, ơi. Không, chị có lấy nữa. Mình chén cho các bạn xem curry Bến Tre nha. Ôi thơm lạnh luôn nhỉ. Bởi vậy nấu ăn là không ai qua chị Thí rồi đúng rồi. Nè, rùng nó thử. Dạ. Một chút nữa tới chị chính nấu thì em cũng nói y hệt vậy đó. Cái đó là gì chị? Nước cốt dừa. Dừa. Đó, nước cốt dừa mình nhạo sẵn mình đem vô nha các bạn. Mình nhạo mình ép luôn nha. Dạ. Em mình em có chắc bưởi đâu em chắc luôn cho. Chắc luôn cưng. Bưởi mút luôn á cưng. Miếng cầu đó. Đó có cái chòi có 5 thành viên mà hết 4 thành viên là đầu bếp rồi nha các bạn. Đó cái này là chị Thí đang nấu lẩu nha các bạn. Đó khử hành, ủa lộn, khử cà xả, sau đó bỏ vô trong cái nồi lẩu đó. Đây bữa nay toàn là đầu bếp chuyên nghiệp không nghe quý vị. Đó. Tại cái kiểu cắt nó vậy á. Rồi. Dạ, chả không phải đây. Đi bộ. Đi bộ là đã chắc ra vô hồng rồi. Không phải. Bộ lại tới đắng rồi, ta vô hồng cái gì rồi đó. Dạ, má đi nhà không đó. Sốt nhỏ rất là dễ thương nha quý vị. Rồi cơ đi thơm nước mũi luôn bà con ơi. Ê chín ơi, cái khoai này chiên không? Chiên cũng chiên gà. Bên đây là gà ta nè. Gà ta. Gà ta hay là gà tre vậy chị Tú? Nấm. Đây lẩu. Cái nồi kế bên nồi lẩu là nồi gì chị Thí? Nấu cháo. À, kế bên nồi cháo là cái đèn nè quý vị. Đó. 10 giờ giọt lấy cho chị vô nước thay nhỏ. Cái đèn này hiếm lắm nè nghiêm. Hồi xưa đốt cái đèn này mà dặn cho nó nhỏ nhỏ xuống. Sợ heo dầu. Sao? Cô Phượng có dạy là mấy đứa giỏi á, cái học nổi cổ. Còn mấy đứa yếu yếu là khỏi học đi. Ủa, này có món lòng sóc hả chị Tú? Nè, có cái keo này là món lòng sóc nè. Khoai lang. Đúng rồi. Thằng Tính đem về mà lớp 1 giờ nó không biết gì á. Bữa nay ăn Tân Gia có con cá tầm bự chà bá luôn 10kg nha. Lẩu cá tầm. Đó, lẩu cá tầm. Đó. Chuẩn bị bỏ vô lẩu. Cái máy gì vậy? Cái máy. Đó tôi nói chuyện đừng có gì phải trả giá. Thank you.
quê. Rồi cháo chưa có nữa, trời ơi chết luôn. Trời ơi, quý vị nghe cái tiếng sột 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 không quý vị? Ngon quá em. Dạ. Nó giòn như ghê anh chị. Heo quay miếng ra ngon hơn. Ủa kìa, mấy giờ tan ta? Mẹ 10 giờ 15. Đó, này là đặc sản của ông gì quên rồi chị Quý. Dòng Trơm Nam Đô. À, của chú Nam Đô nghe quý vị ở Dòng Trơm á, xuống Dòng Trơm hỏi chỗ quay heo mà nổi tiếng nhất á là ở dưới đó. Ông là quay khỏi chị. Dạ. Chị chạy đi rước rồi chị thấy. Ướp thì sao mà vừa ăn vừa giòn để quay giòn quay. Dạ rồi chị, em bán luôn cho không tính hoa hồng. Mỗi lần bán được bán một keo được tặng một keo. Mà cái keo tặng đó là tặng cho em chứ không phải tặng cho khách hàng nha. Như công nhận đúng là miệng mồm nó cũng dữ. Dạ. Hồi đó em đi học á chị. Miệng mồm nó cũng dữ. Hồi đó em đi học á chị. Cại miệng em cũng nói tiếng nữa. Mà giờ trời ơi, người ta cua em hả, em sợ thấy mẹ luôn. Hồi còn giờ em chờ hả? Bội quá. Còn bây giờ hả? Bây giờ em chờ không ai cua hết trơn á trời á. Xong đây rồi hả? Ấy cái cúc dừa. Đó, sắc xong cái dĩa hoài nó đẹp lạnh lùng. Ừ. Với bạch sữa. Chết ăn muốn ngon rồi ha, bạch sữa ngon. Đậm đà. Được chưa? Được. Sữa đậu có là gì ta? Lão đừng có nói em. Tinh khiết. Thôi là bả làm không được. Chị Quý sáng giờ chạy vòng ngoài bây giờ mới về tới nghe quý vị. Đó. Hôm nay nhà chỉ ăn tân gia. Chị Tú thì chị Tú đi với em. Tân rau đi em sao? Rau. Chưa? Ủa thịt gà này có xé không? Xé mà để nó ngồi. Gào. Đông vui nhộn nhịp. Gào kìa. À, cái dàn nhạc sống thì tới đâu rồi nha chị Quý? Dịp gần tới rồi. Đi Mỹ rồi. Dạ. Chỉ đường đó nghe, để ngồi nó. Nó kẹt xe, không được. Nó kẹt xe, nó tới trễ giờ, không có mần ăn gì được là em hồi đó nha. Nó rồi đó. Ủa, làm gì nữa không ta? Như đây đủ khỏi trễ giờ ha. Được rồi chị ơi, có 2.000 khách mà chiên chi cho nhiều. Ủa, số hết 3.000 nãy có 2-3.000. 3.000 rồi hả? Trời ơi. Thêm đi. Thôi có nhiêu ăn nhiêu, đừng có chiên thêm nữa. Làm ít thì ăn ngon. Tính hỏi nè, lấy ra dĩa. Phải dĩa giá là chị trộn cháo không vậy Tú? Ờ. Sắp tới quý vị sẽ được thấy hình ảnh một cô gái mặc áo bà ba đứng đó, trong chòi nấu nướng nghe quý vị. Ai hả? Chị đó. Chị đó. Tào lao. Thì tôi nói như vậy quý vị tin cỡ 50% thôi. Là mặc áo bà ba, bỏ cái mặc áo bà ba ra là không mặc gì đứng trong chùa, trong chòi nấu nướng nha. Trong làm như heo không mặc gì vậy đó. Đấy, chiếu tay sao lại mắc cái loại cháo qua được. Cái gì bạn ơi, đợi chút đi. Ủa mình chiên xong mình mới nấu hả? Ừ. Cho nó không bị bở. Nó ăn cái gì mà nó nhanh cột quá. Quý vị thông cảm nha, mình mới xin được cục heo quay dư. Trời đổ vô. Hai dĩa nhưng mà mình để thịt dĩa thay bị đi cúng. Còn hai dĩa trên bàn. Dĩa nữa không? Dạ, hai dĩa nữa hả? Dạ, một dĩa nữa trên bàn mình á. Dạ, dĩa nữa. Dĩa nữa khỏi ấy. Khỏi bên ngoài. Khỏi bên ngoài. Trời ơi, công an nhắc nữa lấy động tóc. Tao không có cần lái. Mà cái tôi cũng chạy xe đâu cái, tao chạy xe anh thương. Trời ơi, hoài, xe qua công an, hoài, tôi ghét bóng thương nhẫn rồi. Đâu má? Thì khùng quá. Chú Ý đang xé gà quá chị. Không mà, thấy con nít chứ không mất tao. Chị nghĩ mà nếu bắt được cỡ thì ra ngồi đây. Chắc mày nói thấy nó chết luôn á, tại đâu quá. Rồi gà tre không à? Gà tre hả? Mày gà tre. Hồi kia nãy giờ em thấy nó có chút xíu à. Mấy con? 4 con. À, gà tre trộn gỏi nha các bạn. À, bữa nay gấp quá không có đi ăn trộm cây chuối cây được. Cho nên là trộn với bắp cải nha. À. Và sao đi trộm? Dạ. Ủa, trời ơi rút làm sao mà văng cái xương gà ra luôn. À, đi bỏ khoai, bỏ môn cho rồi. Khoai á, mình phải chiên trước để mà cho nó đừng có bị bở, phải không chị Quý? Ờ, nó bị bở. Dạ. Thơm nứt mũi luôn. Sát nha. Bữa nay là mình tâm đắc nhất là cái nồi curry hồi chị Quý cho em xin bịch đem về nha. Nữa hả? Cái nồi này á, ăn có hết đâu mà, cho em ăn với. Thấy mấy cái nhớ, bữa thơm thơm bên ngoại một đống cái cổ xuống vào ngoại, nó bánh kẹo vậy đó. Ừ. Rồi. Dạ, quất ngọt mộ nữa. Ừ, để nữa em về em lục em xách cho.
Đó, mấy cái đồ hồi xưa là mấy ông bà già xưa chôn hết rồi gì? Đó, tao nói chôn thì mày tao nghe chôn đi. Mày cãi chi hả? Lan đẹp quá, chị Quý số tay quá, đúng rồi trời của con gái có khác. Dạ bữa mới nở bông. Dạ. Phải chi nó nở ngay ngày mình tân gia thì đẹp hay chú ha. Nghe có hồng môn luôn đây nữa nè. Em thấy rồi. Đây. Chén đĩa tô của thời tiền sử nè. Đó. Chỉ mới khai quật lên quý vị. Chứ bà nhà chỉ người mà cố sơ gì đó bỏ vô cái hòm chôn, nay chỉ đào lên lấy dùng. Đó. Đồ ngày xưa không nghe quý vị, không có cái gì hết. Mấy cái đồ này chừng nữa là bán tiền không đó nghe quý vị. Ê, chị Chính đang lột lòng sóc nghe quý vị. Đó. Cái nước đó là nước dừa hả chị Chính? Dừa với giấm. Nước dừa với giấm. Đó. Dạ đúng rồi đó. Nước dừa mình phải lột nước dừa. Dạ. Lột nước dừa nó ngon. Mới thấm dừa nó ngon. Cái này còn phải bỏ cái bỏ ấy vô giùm chị thấy ơi. Cà rốt xả nữa. Bỏ vậy. Đó hả? Đó. Phải có thêm cái này nữa nó mới ngon chứ Chính. Rồi quý vị ơi, nhạc sống của tôi kẹt xe rồi nha. Vệ xin thông báo với quý vị là không có nhạc sống nha. Là của thầy chùa đó. Mỗi lần mình nói chị Chính chị nhìn là sao mà ta. Đây, sau khi mà khai trương cái chòi xong thì Út Quý sẽ đi đặt cái xà di này nghe quý vị. Đó. Xong chưa để bỏ đó vô. Xong rồi về. Chôn về. Chứ sao chị về chỉ còn mang còn hồi còn thịt đám dỗ ngày mơ tức. Chừng nào đám dỗ chị? Được hả? Hả? Hôm nay mơi hả? Nghĩa là hôm nay ngày phụ mình ngày chính hả? Đám dỗ của ai? Chứ không phải ở nhà chị phải không? Cái nhà chị dưới như kia rồi. Mùng 2 cưng sẽ xuống nhà chị. Mùng nào chị? Mùng 2 cưng với Quý sẽ tháng sau hả? Mùng 2 là ở đây nhiêu chị Quý? Nay mới mười mấy mà. Curry này là tôi nấu nha quý vị. Đó. Thấy không? Nhấp nhấp chưa? Rồi xong rồi anh chị. Bây giờ chuẩn bị dọn lên cúng.
Đây, xin mời chủ kênh cô Út Bến Tre tuyên bố lý do đi. Lý do có bữa tiệc ngày hôm nay. Trời đất ơi. Bởi vậy kêu nói thì không nói, thì tôi nói thì người ta nói hả, cái kênh của cô Út mà tôi dành nói. Và tôi khổ quá bà, tôi không nói thì không ai nói. Đó, tôi kêu nói rõ ràng, không nói, tao chờ tôi kêu nói, đâu có nói. Kêu kêu nói đi. Bà không ngưng. Dạ nó là đâu mà đâu nó. Rồi bữa nay là cái mùa ra cái trời mới. Rồi. Đó đúng rồi. Đúng không? Gì nữa? Chuyện không chứ con. À con không cái gì? Mừng. Nó phải chị phải đợi nhắc tôi mừng cái gì? Tóc. Dạ ngồi tôi vui nè kì. Có cái 9 năm này tiệm tóc chứ nhiêu. Ừ, mừng chị muốn 9 năm khai trương tiệm tóc cho đến nay vẫn chưa đóng cửa quý vị, điều đó là điều đáng mừng. Đó, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Đó. Dạ. Để kỷ niệm 9 năm mở tiệm tóc mà vẫn còn tồn tại. Và kỷ niệm để mừng cái 9 năm đó chỉ cất thêm một cái chòi nữa quý vị. Đó là thêm cái tân gia cái chòi vô đây đi cưng. Vô đây cưng. Đi. Bây giờ còn ăn nhóc nè. Quá chừng luôn nè. Nó ăn cái trứng này hen là nặng bụng, chát bụng hết liền á. Chát bụng hả? Trời ơi, thấy xưa con biết con xinh đẹp ngang, xưa mặt con bụng miết rồi bao nhiêu. Bụng quá rồi, đừng ai nói em lại bà nãy về. Ở như là mình làm hết á. Quý họ lọc bụng bọc không, bụng ghê. Con đâu có sức đâu. Lọc. Vậy với cái con nói gì nó xạo rồi hả? Dạ. Má ăn xong rồi Tú. Vậy Tú rồi em đi. Bà nó xong rồi đéo nghị luôn cái gì thì ăn cái này là bị giảm cam á, dành nó tao quýnh cái ăn cá được ăn bạch tuộc không à. Nên tăng tăng cái trò mới mình là nhiều diễn viên mấy bạn đó, đủ thành phần từ tiểu học đến đại học. Ở đây đủ ở đây nở đúc ra. Bác cho con xin tôi đi em viện bác. Nữa hả? Sao chỗ nào nó không xin á? Chỗ nào đi đâu chỉ xin có muốn curry à? Hả nào? Thì là nó quay cái này nó tôi nhớ. Bông bông bò. À chú mới hết con này nha. Nè. Cái nấu gì còn két nó hoài không nghĩ rồi.